Yeonsan-nam, Hàn Quốc. Một xứ sở kim chi thơ mộng, bao quanh là hai dãy núi, Taebaek vươn về phía đông và Sobaek vươn về phía tây, tượng trưng cho tinh thần của nhân dân ở tỉnh Yeonsan-nam. Thiên nhiên, phong cảnh trong lành, và cùng với những ngôi làng mang kiến trúc truyền thống, lịch sử đậm chất văn hóa Đại Hàn. Nhưng ngược dòng thời gian, vào năm 1982, một trong những quận ở tỉnh Yeonsan-nam này đã làm rúng động cả Hàn Quốc. Năm 16 thi thể, từ người già đến cả trẻ em đã bị thảm sát. Chỉ trong vòng một đêm, tất cả đều do một người đàn ông. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông này là ai? Hắn đã làm điều gì? Ngay bây giờ, hãy cùng nhau lật lại vụ thảm án này. Và mình là... Nhân vật chính trong video hôm nay là Woo Bum-gon, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955. Lúc này đã ở tuổi 27, cao 1m84 và nặng 86kg, là một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc. Câu chuyện bắt đầu như sau. Tại một căn nhà nhỏ ở làng Togopri, quận Won, vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 1982, Woo về nhà vào khoảng 12 giờ trưa, tranh thủ chợp mắt ngủ trưa sau khi ăn để chuẩn bị ca nhiệm vụ buổi chiều tại trụ sở làm việc ở Kungju lúc 4 giờ. Ngay lúc này, Chun Ma-sun, bạn gái của hắn, nhìn thấy một con ruồi đậu trên vai. Cô cố vơ tay đập con ruồi, nhưng vô tình đập vào ngực của Woo. Điều này khiến hắn tỉnh giấc, tức giận cãi nhau và đấm thẳng mặt bạn gái của mình. Sau đó bỏ ra ngoài đi nhậu đến 7 giờ 30 tối. Hắn ta quay trở về nhà, thấy bạn gái mình đang nói chuyện với một người chị họ bằng con mắt bầm tím do hắn gây ra, như cảm thấy nghi ngờ cô vợ đang tâm sự nói xấu hắn. Lập tức không một lời nói, hắn liền lao vào đánh đập người vợ tới tấp. Cô chị họ can ngăn cũng bị hắn đánh. Đồ đạc trong nhà bị hắn đập phá trong cơn tức giận, rồi lại bỏ đi. Đêm kinh hoàng ngày hôm đó chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi rời khỏi nhà, hắn đã đến đồn cảnh sát nơi hắn làm việc. Nhân lúc chỉ còn 3-4 viên chức cảnh sát đang túc trực, hắn lẻn vào kho vũ khí và trộm đi 2 khẩu súng trường carbine M2, 180 viên đạn và 7 trái lựu đạn. Khi vừa ra khỏi đồn cảnh sát, hắn bắt gặp một người đàn ông 26 tuổi chỉ đi ngang qua hắn. Lập tức hắn rút súng bắn chết tại chỗ vào lúc 9 giờ 40 phút. Sau đó hắn tiến vào bưu điện. Ngay lúc này, có 3 người trực bưu điện, gồm một người đưa thư và 2 người trực tổng đài. Tên sát nhân lạnh lùng bước vào trong, xả súng bắn chết tại chỗ cả 3 người nhân số số và nhanh tay cắt đứt đường dây điện thoại. Cơn thịnh nộ đến điên dại của hắn chưa thể nguôi ngoai, hắn đến một khu chợ Togopri gần đó, nơi người dân đang buôn bán. Không nói một lời, hắn liền rút một trái lựu đạn, ném thẳng vào trong, ngay lập tức làm 10 người thương vong. Trong đám đông đó có cả Chun Ma-sun. Cô bạn gái nghe thấy tiếng nổ lớn, ngay lập tức chạy ra và thấy tên Woo. Cô đã cố ngăn cản và bị hắn ngắm bắn cô một cách lạnh lùng. May mắn thay, cô đã sống sót ngay sau đó. Khoảng 10 giờ 30, hắn bắt một thanh niên 18 tuổi để làm con tin.
và khống chế đi cùng hắn để đòi tiền mua nước tại một tiệm tạp hóa. Khi mua nước xong, trước sự chứng kiến tận mắt của một gia đình gồm ông chủ tiệm, người vợ và cả hai người con, hắn uống hết lon nước và bắn thẳng vào đầu cậu thanh niên 18 tuổi một phát văng nát cậu. Cả gia đình hoảng loạn sau khi chứng kiến những thứ đang diễn ra trước mắt đã ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng với sự khát máu và dã man đến lạnh lùng, hắn lập tức xả súng bắn chết người vợ và cả hai người con của ông chủ tiệm tạp hóa ngay khi họ đang tìm lối thoát cho bản thân. Ông chủ tiệm tạp hóa may mắn thoát chết, dù đã bị tên sát nhân bắn hai phát vào vai và chân nhưng vẫn bỏ chạy kịp thời. Hơn một giờ đồng hồ sau, hắn đi về phía một số làng tại quận Won. Với vỏ bọc bên ngoài là một viên cảnh sát, trang bị vũ trang nên được nhiều người dân ở làng tin tưởng và đồng thời không đề phòng với hắn. Cơ hội quá dễ dàng để tên cuồng sát tự do xả súng, giết tổng cộng 18 mạng người ở ngôi làng này. Thật quá thương tâm và cực kỳ dã man. Lúc này, ở đồn cảnh sát nơi mà Wu đang công tác đã nhận được tin báo. Nhưng phải đến cả một tiếng sau, cảnh sát mới huy động được 37 chiến sĩ để truy tìm tên Wu này. Và đến tận 1 giờ 40 sáng, vụ việc này mới được trình báo lên trụ sở cảnh sát quốc gia Seoul. Vì sự chậm chạp đó, cả một đêm dài ngày 26 đến ngày 27 tháng 4 không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng đối với người dân vô tội tỉnh Wonsan Nam. Wu Bungon đi đến đâu, tiếng súng vang dền đến đó, tiếng kêu la thảm thiết của những sinh mạng vô tội, xác người nằm la liệt ở khắp nơi, kể cả những người già, em bé cũng không thoát khỏi đêm thanh trừng của tên cuồng sát dã man vô nhân tính này. Sau khi cảnh sát huy động lực lượng truy tìm tên Wu, thì vào lúc 12 giờ đêm, tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Pyeongchang-ri, lúc này cả làng đang dự một tang lễ lớn. Sau khi một người chủ nhà phát hiện ra hắn, tên Wu nói dối rằng hắn ta nhận được báo động từ các điệp viên của Triều Tiên nên đang trên đường làm nhiệm vụ. Người chủ không hề nghi ngờ và dường như có sự tin tưởng, với lòng hiếu khách liền mời hắn vào nhà cùng ăn tối. Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi, cho đến khi lúc cả một gia đình 13 người đang ăn uống cùng với hắn, một người anh em họ của người chủ nhà nghi ngờ và nói đùa rằng súng của hắn mang đi giống như là súng giả. Ngay lập tức, hắn xả súng bắn hết 13 người trong một ngôi nhà, 12 người chết tại chỗ và một người bị thương nặng. Hắn lại tiếp tục ra đường gặp ai bắn chết người đó, thêm 8 nạn nhân vô tội phải chết dưới họng súng điên dại của tên cuồng sát không chùng tay này. Chưa dừng lại ở đó, điều mà mình thực sự kinh hãi về hắn đó là ngay sau khi giết hại 20 người tại làng, hắn chuẩn bị rời đi khỏi hiện trường đẫm máu thì tiếng khóc của một em bé sơ sinh vang lên sau lưng hắn. Bạn chắc cũng đã không muốn tưởng tượng được điều gì xảy ra tiếp theo. Hắn quay lại và bắn đứa bé đó một cách không thương tiếc. Và em bé sơ sinh ấy chỉ đúng 1 tháng tuổi. Không thể nào tưởng tượng ra được loại người quái nào có thể tàn bạo đến mức độ như thế. Vậy là kể từ lúc bắt đầu ở đồn cảnh sát đến giờ, hắn đã bắn chết 53 mạng người. Hắn không khác gì một con thú điên và cực kỳ nguy hiểm. Vào 3 giờ 40 sáng, chỉ cách đồn cảnh sát ở Cung Du 4 km, tức 2,5 dặm, tên Wu tìm thấy nơi ẩn náu trong một trang trại của ông Sun In-su, 68 tuổi. Hắn vào nhà và đánh thức 5 người trong gia đình dậy và nói rằng hắn đang theo đuổi một kẻ xâm nhập của Cộng sản và gia đình phải tập trung trong phòng chính của ngôi nhà để hắn ta có thể bảo vệ họ. Khi cả gia đình tụ họp theo yêu cầu của hắn, kết cục họ bị bắt làm con tin. 2 giờ sau, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm được tên cầm thú. Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh căn nhà, và khi các lực lượng chức năng ập vào, Wu đã kích nổ 2 quả lựu đạn, giết chết chính mình và 3 con tin vô tội mà hắn đã bắt. Ông Sun In-su đã sống sót sau khi bị thương nặng. 4 viên đạn và 1 quả lựu đạn đã được cảnh sát thu hồi từ bên trong trang trại. Kết thúc chuỗi thảm sát của con thú điên cuồng vô nhân tính, suốt 8 tiếng xả súng kinh hoàng,
Tổng cộng 56 người, tính cả tên Wu, đã mất mạng chỉ trong vòng một đêm. 36 người khác bị thương, 6 người trong số đó bị thương rất nặng, và một trẻ em đã bị bắn, không qua khỏi vào vài ngày sau cuộc thảm sát. Hậu quả để lại là những nỗi đau mất mát người thân, đám tang trùng nhau dài liên miên. Người dân đau khổ, sợ hãi và phẫn nộ lên các nhà chức trách lúc bấy giờ. Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc và Cảnh sát trưởng quốc gia đề nghị từ chức như một lời chuộc tội. Và rất nhiều cán bộ thường trực tại tỉnh bị đình chỉ và bị bắt vì sự tắc trách trong công tác quản lý vũ khí và sự xử lý tin báo chậm trễ. Sự bồi thường về vật chất từ nhà nước sẽ không bao giờ làm nguôi đi sự đau đớn khi mất đi người thân trong gia đình của các nạn nhân. Người ở lại luôn là người bị ám ảnh và đau đớn tột cùng. Nếu ở đó, ta sẽ chứng kiến một khung cảnh không thể nào bi thương hơn. Sau cuộc thảm sát, tin tức được lan truyền trên các mặt báo với lý do là tên Wu này đã giết người trong cơn say rượu. Đương nhiên là rất vô lý, và kể cả lý do bởi một con ruồi cũng vậy. Vậy thì đằng sau động cơ gây án đó là gì? Điều gì đã tạo nên một con thú điên cuồng như thế này? Hãy cùng mình tìm hiểu về quá khứ của hắn, về gia cảnh của tên Wu, là con thứ ba trong số 4 người con trai của một gia đình sĩ quan cảnh sát. Địa chỉ ban đầu của hắn là ở Yongsangbun. Hắn có một tuổi thơ bình thường, không gặp rắc rối gì, và thường khoe rằng mình sẽ trở thành cảnh sát trong tương lai, đeo súng lục và làm việc giống cha mình. Có lẽ là do ảnh hưởng từ cha của hắn. Tuy nhiên sau khi vào cấp 2 tại trường trung học Gimson, tính cách hướng nội của Wu trở nên bộc lộ, và hắn mất hứng thú trong việc học và thường xuyên cấp học trong 2 năm liền. Giáo viên phê bình là một người thiếu tinh thần trách nhiệm và không có tính tự lập. Khi còn học trung học, có lần hắn đã tự làm mình bị thương, chẳng hạn như đập vỡ cửa sổ và cắt bụng bằng mảnh thủy tinh của nó, vì hắn không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Đặc biệt khi hắn học năm thứ 3 trung học, cha hắn qua đời vì bệnh ung thư trực tràng trước khi ông được thăng chức. Sau đó, địa vị gia đình của hắn tụt dốc một cách không phanh. Wu Bum-gon xếp thứ 63 trên 65 học sinh khi tốt nghiệp và trở thành học sinh yếu kém. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, hắn học tại trường cao đẳng công nghệ thông tin Yongnam ở Busan, nhưng học không bao lâu thì tham gia nghĩa vụ quân sự và đã phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Trong môi trường quân đội này, hắn đã thể hiện được tài năng bắn tỉa cừ khôi của bản thân và cuối cùng được công nhận là một tay thiên xạ có tay nghề cao cho đến khi giải ngũ vào năm 1978. Sau khi xuất ngũ, hắn trở thành cảnh sát và công việc đầu tiên của hắn là làm sĩ quan ở khu cảnh sát Gaman 3, sở cảnh sát Nam Bu ở Busan vào năm 1980. Không lâu sau đó, năm 1981, hắn được chọn vào làm trong đội cận vệ 101 tại thành phố thủ đô Seoul và làm nhân viên bảo vệ nhà xanh trong 8 tháng, nhưng bị thuyên chuyển giữa chừng và được bổ nhiệm đến đồn cảnh sát Khung Du ở huyện Won, tỉnh Yongsan Nam, tức là công việc ở thời điểm hiện tại. Sau khi chuyển đến Khung Du, hắn đã làm quen và có tình cảm với một cô gái địa phương, đó là Chun Ma Sun, bạn gái tương lai của hắn. Người ta nói rằng, ngay từ khi còn làm việc ở Busan, hắn đã bộc lộ tính cách độc tài, chẳng hạn như đối xử bất cẩn với nghi phạm hoặc đe dọa đánh đập họ. Wu Bum-gon mắc chứng nghiện rượu rất nặng. Lý do khiến hắn bị loại khỏi lực lượng an ninh nhà xanh là do bị đánh giá là không phù hợp với nhiệm vụ vì liên tục say xỉn. Thói quen uống rượu của hắn được thể hiện một cách ẩn ý là nếu hắn uống rượu, hắn sẽ trở thành một con chó. Việc tiêu thụ quá nhiều cồn khiến tính cách hắn thô bạo hơn, lạm dụng chức quyền, hành hung phạm nhân. Thậm chí sau khi bị chuyển công tác, hắn còn uống rượu nhiều hơn cả trong lúc làm việc và thường xuyên gây gổ với các đồng nghiệp nên họ cũng không thích hắn. Và đặc biệt danh cho tên Wu này là hổ điên, nó mang ý nghĩa đúng với tính khí của hắn. Nhiều nghiên cứu cho rằng hắn bị chứng tâm thần phân liệt, nhưng mình không nghĩ là vậy. Hãy cùng mình đi phân tích các triệu chứng tâm lý mà tên Wu Bum-gon này mắc phải. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về chứng tâm thần phân liệt từ các nhà nghiên cứu. Họ đưa ra 3 triệu chứng là chứng hoang tưởng. Mình không nghĩ hắn mắc phải triệu chứng này, vì khi ta vừa xem qua từng hành động của hắn, tên Wu này không hề bị hoang tưởng. Hắn thực sự tỉnh táo và biết mình đang làm gì. Thứ hai là chứng ảo thanh, hắn không mắc phải. Thứ ba là chứng rối loạn khả năng suy nghĩ, hắn hoàn toàn không. Những lời nói dối mà hắn tự dựng chuyện để vào nhà từng nạn nhân là có căn cứ.
hắn biết mình đang nói gì và hắn biết mình là ai khi dựa vào những lời nói dối đó. Vậy nếu không phải là chứng tâm thần phân liệt thì nó là gì? Mình tin hắn đang mắc phải hai triệu chứng là thái nhân cách và rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD. Vì chứng thái nhân cách ở khía cạnh về lối sống khá tương đương với ASPD, nên mình sẽ phân tích về 7 triệu chứng ASPD mà tên Bu Bum Gon này đang mắc phải. Đầu tiên là xem thường luật pháp hay phạm pháp. Điều này hắn rõ ràng mắc phải kể từ lúc hắn làm việc với danh nghĩa là một viên cảnh sát đến lúc hắn ra tay sát hại hơn chục mạng người. Triệu chứng thứ hai là dối trá. Hắn biết bản thân mình là ai, nên việc nói dối với tất cả nạn nhân của mình để dễ dàng tiếp cận và xuống tay với họ. Bốc đồng, không có kế hoạch. Hắn rõ ràng mắc phải khi đã sát hại hàng chục người dân chỉ trong một đêm, theo một cách không thể nào nghĩ ra được. Nó xảy ra theo một cách tùy hứng, hung hăng, bạo lực. Quá rõ ràng, triệu chứng này đã bắt đầu bộc lộ từ khi hắn còn học cấp 2. Coi thường sự an toàn của người khác, điều này có, và hoàn toàn căn cứ vào những điều mà hắn đã làm. Triệu chứng thứ 6, vô trách nhiệm. Điều này đã bộc lộ rõ ở lối sống của hắn và cách hắn xem thường cuộc sống này. Và triệu chứng cuối cùng, không hối hận. Hắn không hối hận về những gì mà mình đã làm. Thậm chí hắn không muốn bị bắt mà lựa chọn kết thúc bằng cách lôi kéo nạn nhân để tự kích nổ quả lựu đạn. Mình chắc hắn đã mắc triệu chứng trên và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chứng minh điều đó là đúng. Ta còn biết được rằng hắn rất tự ái khi cảm thấy bản thân bị cả xã hội, từ cấp trên của hắn đều hắn xuống từ thành phố về vùng quê để làm việc vì tính thiếu tự lập. Một chi tiết tại ngôi làng nhỏ ở Byeongchongri, trong khi ăn tối cùng gia đình 13 người, hắn ta phàn nàn về mức lương ít ỏi khi bị đình chỉ công tác từ Busan về vùng nông thôn này. Chun Ma-sun, bạn gái hắn, cũng đã tiết lộ hắn bị mặc cảm và bị làm phiền bởi những lời bàn tán của dân làng về việc họ sống chung với nhau khi chưa kết hôn. Đồng nghiệp và cả gia đình bạn gái hắn cũng cô lập và không thích tính cọc cằn, cách ăn nói của hắn. Có thể từ nhỏ đến khi lớn lên, hắn ta luôn nuôi trong lòng một nỗi căm phẫn vô căn cứ từ xã hội đến cả những người thân của mình. Thật ra từ chính bản tính bên trong con người hắn đã tạo nên một con thú hung hăng, tàn bạo như thế này. Về tên Bu, sau cuộc thảm sát, thi thể của hắn được hỏa táng thành tro cốt. Nhưng gia đình và mẹ của hắn vốn đã từng là cảnh sát, nên vì danh dự dòng họ đã không nhận hắn về vì nỗi ôn nhục mà hắn ta đã gây ra. Có thể chính bà cũng đã thật sự không thể tin nổi cú sốc này. Wu Bumgon thật sự là một kẻ giết người hàng loạt, khác với những kẻ giết người hàng loạt khác. Đặc điểm lớn nhất làm hắn khác biệt với những tên giết người hàng loạt khác là liên tục giết người mà không hề có thời gian hạ nhiệt. Những vụ giết người hàng loạt mà mọi người thường biết, nó phải trải qua một giai đoạn nguội lạnh về thể chất và tinh thần, kéo dài từ vài ngày đến vài năm sau vụ giết người đầu tiên. Nói một cách đơn giản hơn, nếu một người bình thường bắt đầu giết người vào ngày 1, thì phải nghỉ 2 đến 3 ngày, và sau đó sẽ tiếp tục vào ngày thứ 4. Mọi người có thể hiểu đó là một vụ giết người hàng loạt. Và nếu người đó giết 4 người trong một ngày, đó cũng là một vụ giết người hàng loạt, nhưng theo một cách liên hoàn và khác biệt rất lớn. Cũng như tên Wu này, hắn đã để lại kỷ lục giết người nhiều nhất ở Hàn Quốc và là tên giết người tùy hứng tàn ác nhất, thậm chí còn được ghi vào sách kỷ lục Guinness vào thời điểm đó, với số lượng nạn nhân mà hắn giết chỉ trong một thời gian rất ngắn. Mặc dù động cơ của hắn có thể có nhiều người chẩn đoán được qua tâm lý, nhưng nó vẫn là một bí ẩn không có lời giải. Tại sao hắn có thể liên tục giết tận 56 mạng người mà không hề có dấu hiệu trùng tay một lúc nào trong vòng 8 tiếng đồng hồ? Có thể sẽ là một câu hỏi không thể nào lý giải được đối với tên sát nhân Wu Bumgon này. Phản ứng yếu kém của chính quyền và cảnh sát. Không lâu sau, vào đầu tháng 5, Chun Doo-hwan, cựu tổng thống Hàn Quốc, đã đích thân đến tận làng để chia buồn và hứa sẽ có nhiều sự hỗ trợ. Tuy nhiên sau cú sốc đó đã khiến một nửa dân làng phải rời bỏ làng đi nơi khác. Phản ứng lơ là chậm chạp của cảnh sát cũng đã tiếp tay giúp tên sát nhân có nhiều thời gian để lộng hành và giết hại người dân vô tội kể từ lúc trước cái chết của những nạn nhân ở bưu điện. Một người ở đó đã kết nối với đường dây để có thể kịp báo cáo vụ việc vào lúc 10 giờ 30 phút. Trung sĩ Heo Chang Sum cũng là người đứng đầu chi nhánh tại Cung Du, người đã lén rời văn phòng và uống rượu sau khi đi tắm xuống nước nóng, đã nhận được một tin báo từ người dân địa phương mà anh ta gặp trên đường vào khoảng 10 giờ 50 phút, nhưng anh ta lại bỏ qua nó. Lúc 2 giờ sáng, hai người dân liều mình vượt núi và kêu gọi cảnh sát quận Won đến hiện trường. Nhưng cảnh sát trưởng lại từ chối vì trời tối và tầm nhìn không đảm bảo.
Mãi đến 4 giờ sáng, hai đội đặc nhiệm từ khu vực khác mới đến được Khung Du. Nhưng cuối cùng, sự việc kết thúc bằng việc Wu Bumgon tự sát. Vì vậy, việc giết người của cư dân diễn ra và kết thúc một cách bất lực. Thậm chí, khi đến hiện trường, cảnh sát trưởng ở quận Wong không tập hợp lực lượng để truy tìm tên tội phạm. Mà khi chứng kiến thương vong và liền chạy trốn đến đồn cảnh sát Khung Du ngay lập tức vì quá sợ hãi. Trong vụ án giết người chấn động chưa từng có, cảnh sát Hàn Quốc thậm chí còn không điều tra chính xác, chứ chưa nói đến phản ứng. Nếu như họ phát báo động ngay sau khi nhận được tin báo đầu tiên lúc 10 giờ 50 tối của người đi đường ấy, thì ít nhất một nửa số người dân vô tội có thể đã được cứu sống. Và những đoạn phỏng vấn đầy đau lòng và mất mát này sẽ không bao giờ xảy ra. Đây cũng là bài học đắt giá nhất của cảnh sát tỉnh Yongsan Nam, cũng như của cả những người thi hành công lý ở xứ sở Kim Chi cho đến ngày nay. Một người thân của nạn nhân kể lại, ông John Bunte mất con trai 19 tuổi. Ông thấy sự bất công từ chính quyền khi họ cứ mãi ngồi im sau vụ thảm sát. Ông muốn chính quyền hỗ trợ xây dựng bia tưởng niệm cho con trai ông và cả những nạn nhân xấu số khác vào đêm hôm đó. Năm 2018, với sự đồng thuận của hơn 3.000 người dân, ông đã nộp đơn khiếu nại lên tỉnh Yongsan Nam, nhưng lại không có gì xảy ra. Dấu hiệu làm ngơ này từ chính quyền khiến dư luận cả nước bức xúc. Cuối cùng, vào năm 2021 vừa qua, sau hàng loạt kiến nghị, chính quyền đã trích 1 tỷ won thuế trợ cấp đặc biệt và họ xác nhận việc xây công viên tưởng niệm, dự kiến thành lập vào nửa đầu năm 2024. Hiện tại đã 40 năm trôi qua, mình chỉ mong họ sẽ giữ đúng lời hứa. Đây là một bức ảnh, một đứa trẻ cảnh giác với một cảnh sát đang an ủi nó. Và bất ngờ hơn, đứa trẻ này đã mất anh trai của mình trong vụ thảm sát của Wu Bumgon. Sau đó, cậu bé xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về trường hợp của hắn, và họ giải thích về bức ảnh này. Bạn nghĩ gì về bức ảnh này? Liệu một ngày nào đó, khi công lý không còn được thực thi, người dân họ sẽ tin tưởng vào ai? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video khác.